bán trâu cho cháu đi học. Cháu chào bác ạ. Quân đó hả? Sao không ở nhà ôn bài đi? Cứ ra đồng lấy rơm lấy cỏ suốt vậy. Dạ, cháu tranh thủ lúc nghỉ ra ngoài làm chút cho thoải mái bác ạ. Ừ, chịu khó mà ôn thi cho tốt cháu nhé. Có gì khó khăn cứ sang nói với bác hai, giúp được bác sẽ giúp. Dạ, vâng ạ. Ông à, chuyện gì vậy bà? Dạo này rau bán cũng được ông à. Mai tôi lại bán thêm một mẻ nữa, thế là lại dành dụm thêm được ít tiền. Tốt quá, vậy là chắc sắp dành đủ tiền để mua một chiếc xe máy mới rồi bà nhỉ? Vâng, để ông đi lại cho đỡ vất vả. Có xe, mình đi lại thăm các con ở xa cũng thuận tiện hơn, không cần chúng nó phải đưa đón nữa. Mà chiều bà có thấy thằng bé Quân sang lấy xoài không? Không ông à. Tôi dặn nó sang lấy, mà chắc lại mãi ôn thi nên quên mất rồi. Thằng bé giống cha như đúc, ở cả cái tính chịu khó và hiếu học. Rõ khổ, nếu như ba thằng bé còn, có phải hai mẹ con nó đỡ vất vả hơn không? Hàng xóm láng giềng với nhau, vậy mà mình chẳng giúp được gì nhiều. Ai như thằng Quân? Quân, Quân ơi! Dạ, bác Tư. Thế nào rồi hả Quân? Các bạn khác đã có kết quả thi đại học hết rồi. Thế còn cháu? Cháu có giấy báo chưa? Dạ cháu... cháu trượt rồi bác ạ. Sao lại thế được? Cháu học rất chắc cơ mà. Thế được bao nhiêu điểm? Dạ... thôi, cháu chào bác. Cháu có việc gấp phải đi đây ạ. Ơ kìa! Quân! Quân! Bác Tư, khổ thân bạn ấy. Có giấy báo trúng tuyển rồi, nhưng mà mẹ bạn ấy mới bị phát hiện bị ung thư máu, nên có lẽ Quân không thể nhập học được bác à. Cậu ấy phải để dành tiền lọc máu cho mẹ. Trời ơi! Thật vậy sao? Thế mà bác không hay biết gì hết. Mấy nay bạn ấy buồn lắm. Bà à, có lẽ nhà chúng ta phải tạm lùi mua chiếc xe mới lại một thời gian. Ủa, ông luôn miệng nói chỉ chờ nhà mình tích cóp đủ tiền là mua xe. Giờ đủ tiền rồi thì ông lại... Bà, chúng ta đi xe đạp bao năm cũng có sao đâu. Nhưng có một người cần số tiền ấy hơn chúng ta nhiều bà. Thôi, tôi giải thích cho bà sao. Giờ tôi phải đi gấp, không thì không kịp mất. Ờ, cái ông này. Quân à, Quân. Dạ, chào bác Tư. Quân à, cháu đi đâu vậy? Ờ, dạ, cháu... cháu lên thành phố kiếm việc bác ạ. Cháu phải đi làm để kiếm tiền thôi. Quân à, chừng này có đủ không cháu? Ờ, số tiền này là sao bác? Quân à, bác biết hết rồi. Cháu hãy cầm lấy số tiền này, về trả chú Huân, còn lại thì làm thủ tục nhập học đi nhé. Bác, cháu cảm ơn bác, nhưng cháu không thể nào nhận số tiền này của bác được. Quân à, hãy gắng lên, đừng bỏ phí mơ ước của mình như vậy. Hãy cố gắng lên. Nếu ngại thì coi như là tiền bác cho vay tới khi nào ra trường kiếm được việc làm thì trả lại cho hai bác cũng được mà. Hãy viết tiếp ước mơ của mình và viết cho cả mẹ cháu, cả các bác nữa Quân nhé. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Cháu cảm ơn bác. Chim sẻ trả ơn. Ngày xưa ngày xưa, tại một ngôi làng nhỏ, có hai vợ chồng già nọ. Ông lão là một người rất hiền lành, còn vợ ông lại là một người bần tiện và tham lam. Sáng hôm ấy, ông lão định vào thật sâu trong rừng để đốn củi.
ơi, chú chim nhỏ đáng thương. Ta sẽ giúp ngươi, đừng lo lắng, sẽ ổn thôi mà. Hãy về nhà cùng ta nhé. Sao ông lại lãng phí thức ăn cho một con chim cơ chứ? Con chim bé nhỏ này ăn có hết là bao đâu. Tôi sẽ nuôi dưỡng chim sẻ cho đến khi nó khỏe mạnh trở lại. Bà ở nhà nhớ chăm sóc chim sẻ nhé. Nó vẫn còn yếu lắm. Tôi lên núi đốn củi, kiếm thêm chút tiền mua gạo. Tôi biết rồi, ông cứ đi đi. Bà lão ơi, xin bà cho tôi ăn chút gì đi, tôi đói quá. Ta không có ngu ngốc như ông chồng của ta đâu. Tự đi mà kiếm ăn đi, giờ ta phải ra suối giặt đồ đã. Ở nhà không có phá phách gì đó. Mi dám ăn vụng hả? Đồ đáng ghét, ta sẽ trừng phạt mi thích đáng. Bà ơi, chim sẻ đâu rồi? Con vật đó ăn vụng thức ăn của tôi ném nó ra bề rừng cho bọn thú ăn thịt rồi. Trời ơi, tội nghiệp chú chim nhỏ, sao bà lại? Tôi phải đi tìm nó. Thật là chim sẻ nhỏ ơi, hãy về đi. Ôi chim nhỏ ơi, xin hãy chỉ cho ta biết chim sẻ đáng thương đang ở đâu. Hướng đó, hướng đó. Chào ông, chúng tôi đợi ông đã lâu rồi. Xin hỏi, các người có thấy chú chim sẻ đáng thương của ta đâu không? Ngày ấy đang chờ ông ở bên trong, ông hãy theo tôi. Ông lão tốt bụng, chào mừng ông đến vương quốc của ta. Chim sẻ đáng thương, hóa ra ngươi là sẻ chúa ở đây ư? Đúng vậy, may mắn là ta đã trở về được vương quốc của ta. Cảm ơn lòng nhân hậu và sự cưu mang mà ông đã dành cho ta. Ông hãy chọn một trong hai cái túi này đi. Ta già rồi, ta chỉ có thể mang được cái túi nhỏ này thôi. Cảm ơn ngươi. Nhưng mà ông hãy nhớ, không được mở cái túi trước khi trở về nhà đấy. Cái gì thế? Tôi đã đi tìm chim sẻ đáng thương. Thảo nào mà cái túi nặng thế. May mà tôi lấy cái túi nhỏ thôi. Trời ơi, ngốc ơi là ngốc. Sao ông không lấy cái túi to đi? Tôi sẽ đến đó lấy cái túi về. Chim sẻ nhỏ ơi, ta muốn đến lấy cái túi to kia, liệu có thể mang ra cho ta không? Hãy chọn lấy một cái mà bà thích, đừng có mở cái túi ra trước khi về đến nhà. Ôi, không biết có những gì nữa, phải mở ra luôn ở đây xem mới được. Háo hức quá đi. Hả? Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi với. Chuồn chuồn dự báo thời tiết. Này, không được chạy. Đố cậu đuổi kịp tớ đấy. Các bạn ơi, trời sắp mưa rồi đấy. Mau về nhà hết đi. Cậu đùa đấy hả chuồn? Trời trong xanh thế này làm sao mà mưa được chứ? Đúng thế đấy, chuồn chuồn. Bọn tớ biết ngay là cậu nói dốc mà. Thôi, chúng ta đi chơi tiếp đi các cậu ơi. Ồ, không tin tớ à? Để rồi xem. Ôi, ôi, mưa thật các bạn ơi. Mau đi chú đi. Đấy, thấy chưa? Có ai không tin lời tớ nữa không? Bọn tớ tin cậu rồi chuồn à. Cậu có thể dự đoán được thời tiết. Cậu giỏi quá. Làm sao mà cậu có khả năng này vậy? Chỉ là chuyện vặt thôi mà. Chỉ cần tớ bay lên cao, thám thính, nghe ngóng là biết ngay thời tiết trong vài ngày tới luôn.
Ôi, bạn tuyệt quá. Vậy từ nay bạn hãy thường xuyên bay lên để báo thời tiết cho tất cả mọi người được không? Được thôi, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Các bạn ơi, có ai thấy chuồn chuồn đâu không? Bọn tớ cũng đang tìm cậu ấy mà không thấy đây. Bảo bạn ấy bay lên xem thời tiết thế nào, xem sắp có bão chưa, để còn xây lại tổ và dự trữ thức ăn nữa. Đúng thế đấy, tớ lo quá, mà mấy hôm nay chả tìm gặp được chuồn chuồn. Bạn ấy cứ mãi đi chơi chả thấy đâu cả. La 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 la, la 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 la. Ôi, chuồn chuồn, cậu về đây rồi. Mau lên kia xem thời tiết thế nào đi cậu. Hình như sắp tới mùa bão rồi đấy cậu à. Các cậu cứ suốt ngày thời tiết, mệt ghê. Trời đang nắng thế này, còn lâu mới đến mùa bão. Thôi, tớ đi chơi đây. Cậu ấy sao thế nhỉ? Cậu ấy không còn muốn báo thời tiết cho chúng ta nữa rồi. Thôi, chúng ta về xây tổ và dự trữ thức ăn dần đi. La 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 la. Hôm nay thật là vui biết bao. Chuồn chuồn ơi, cậu đừng có đi chơi nữa. Xây tổ đi cậu ạ. Tầm này năm ngoái sắp có bão to rồi đấy. Mệt ghê, cứ về đây là nhức óc. Nghe đây, đôi cánh của các cậu yếu ớt, bay kém sợ gió bão mới phải làm tổ. Chứ như tôi đây hả, cánh nhiều này, mắt nhìn rộng này, bay khắp nơi được này, chẳng có gì phải sợ cả. Bão đến là tôi biết liền, bay tránh chỗ khác vẫn còn kịp. Thôi, tôi đi đây. Rồi, mau về tổ đi mọi người ơi. Đúng là nhát như thỏ đế, chưa gì đã sợ. Ôi, ôi. Ôi, ôi. Ôi, ôi. À. Hả? Ôi, các bạn, sao các bạn lại... Không nói nhiều nữa, mau vào trong đi. Cậu không sao chứ? Ôi, cánh của cậu bị rách một miếng rồi kìa. Tớ không sao. Tớ xin lỗi các bạn vì đã không nghe lời các cậu khuyên. Không có gì mà. Giờ cậu hiểu ra vậy là bọn tớ mừng rồi. Từ nay cậu đừng có chủ quan nữa là được. Ừ, tớ hứa, tớ có khả năng dự báo thời tiết. Nhất định tớ sẽ không lơ là, ham chơi nữa đâu. Tớ sẽ thường xuyên để ý và sẽ báo cho tất cả mọi người trong khu rừng. Các cậu hãy tin vào tớ nha. Ừ, bọn tớ tin ở cậu mà. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.